Bà con cô bác thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là một chuyện tình coi như là gian dở, tiếp theo là một chuyện tình gian dở và tiếp theo nữa lại là một chuyện tình gian dở nữa. Dở dang không ha. Em không hiểu sao cái mùa này mà thất tình nhiều quá. Mời bà con cô bác đến với tiết mục Giận Hờn 2. Kiều à. Kiều. Em nghe anh nói với mà Kiều. Em không có muốn nghe anh nói gì nữa hết á. Có mỗi cái chuyện này thôi à mà anh cũng không chiều em được nữa. Chuyện này thì làm sao mà anh có thể chiều em được? Cái chuyện này rất là đơn giản, tại sao anh không chiều em được? Cái chuyện gì anh cũng có thể chiều em được, riêng chuyện này anh không chiều em được. Ok, vậy thì mình chia tay. Kiều à, mình quen nhau cũng đã lâu rồi, mà tại sao em không hiểu và thông cảm cho anh chứ? Chỉ vì một cái lý do ngớ ngẩn như vậy mà em đòi chia tay anh hay sao? Đúng rồi đó, tôi muốn chia tay với anh đó thì sao? Kiều, em nghe anh nói đi mà Kiều. Vậy thôi mình đường ai nấy đi đi. Kiều, anh không muốn đường ai nấy đi. Kể sao chúng mình không còn chung biệt. Khi biết đôi mình vẫn còn thương, nhìn nhau không nói nên lời mà như đã cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế. Lỗi anh đã hẹn rồi không tới. Ai biết ông trời làm lễ giới. Bài ăn không đến nơi hẹn, để người ta trong đứng trong ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trong hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau. Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết dần, hết hơi nghẹn nhẹ. Xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình biết đôi đường. Mình chia tay đi. Sao lại chia tay? Có chuyện đó thôi không chịu được. Chuyện gì em cũng chịu anh được, nhưng mà chuyện đó thì không được. Vậy thì mình chia tay đi. Sao lại chia tay? Có chuyện đó thôi cũng không chịu được. Không, chuyện gì cũng được, nhưng mà chuyện đó em không chịu. Vậy thì mình chia tay đi. Không, chia tay. Có chuyện đó thì không chịu được. Không, chuyện gì cũng được, nhưng chuyện đó thì không được. Vậy thì mình chia tay đi. Không. Có chuyện đó thì không chịu được. Lỗi tại anh hết á. Lỗi tại em. Tại anh. Lỗi tại em. Lỗi tại anh. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ai biết ông trời làm lễ giới. Tài anh không đến nơi hẹn, để người ta trong đứng trong ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trong hoài. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu, lòng buồn thiêu những đêm mình vắng nhau. Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết dần, hết hơi nghẹn nhẹ. Xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường.
mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ. Mình xa nhau. Chia tay đi. Cái chuyện đó mà em không chịu anh được nữa. Chia tay đi. Hay quá ta. Ê, tập 4 có bà 8 giờ. Tập này có ông 8 rồi nè. Trời ơi nhiều chuyện dễ sợ. Nhiều chuyện dễ sợ. Nhưng mà nhờ nhiều chuyện, nhờ hát vậy mà người ta hàn gắn lại được ha. Dạ. Hay ha, âm nhạc cũng hay á chứ bộ. Dạ, giới thiệu bà con bác là anh Lân. Dạ, thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2. Dạ, em xin chào anh Châu Thanh và chị Ngọc Hiền và anh Minh Nhí. Và xin chào tất cả khán giả đã ủng hộ tham gia Miệt Vườn. Anh nghe Khương Dừa. Em thì không biết ban khảo với bà con bác làm sao, chứ em thích Lân có hai điểm mà. Cái thứ nhất là cái miệng hát nó hơn em nha. Với cái bỏ tiêu nhạc nó không để ai trời á. Nơi anh đã hẹn nhưng rồi không tới. Ai biết ông trời làm lễ giới. Không thấy nó vẫn y vậy. Dễ thương lắm. Dạ, vô nhạc không thấy dễ thương mà. Dễ thương lắm. Hả? Không thấy vẫn y như vậy. Không có thay đổi tí xíu nào. Rất là dễ thương. Nhưng mà phải công nhận nè, cái bài hát của Lân đó đã khiến cho cái Ngôi Sao Miệt Vườn của chúng ta nó náo động hơn. Một bài hát á, cũng đau khổ đó, cũng chia tay đó, nhưng mà cũng một cái bài hát đó, ngay cái chỗ nắm tay hết giận là hết giận liền. Để mà một cái thông điệp gửi đến mọi người là mọi giận hờn có thể bỏ qua, chúng ta chỉ cần ngồi lại bên nhau, nắm tay với nhau là có thể chúng ta cùng đi hết bên nhau trọn đời trọn kiếp. Có lý không? Hay quá, hay quá Quỳnh ơi, hay quá. Còn riêng với anh Thanh thì cảm nhận về Lân á, Lân có một giọng hát rất là ấm áp, thật dễ thương. Mà anh Thanh nghĩ rằng em chắc là ông thần tình ái. Anh nghĩ mai mốt này mà nếu trường hợp ai các bạn nào mà gia đình mà tí dụ có gây gỗ gì thì hãy điện thoại cho Lân. Nếu mà tiện thì Lân sẽ đến được không? Hát cái là người ta hết giận liền. Có lý hay không? Nắm tay sơn mà tôi khoái Lân cái chỗ mà đứng nha. Anh thích Lân đó. Tại vì ca là chịu nghe bình thường rồi. Em cho mượn mic trôn. Mọi bữa còn vui anh nữa. Đây là những nhân tố mới trong nghệ thuật. Vườn hoa nghệ thuật mà nó muôn màu muôn vẻ. Mà em đã làm cho anh nhìn thấy em. Anh cảm tình quá. Cảm ơn em đã tham gia chương trình nha. Dễ thương ngọc mạc. Làm cho mọi người rất là thích, rất là mê. Nhưng mà anh có biết là mai mốt á, có hát thì đừng có giận ca từ. Nhấn từng chữ mà nhấn dễ sợ lắm. Mà dễ thương. Ok, chúc mừng em. Nhưng mà cái này gặp ra đường gặp người ta đánh lộn mà làm hát mình khuyên được không? Người ta sáng cho vài bạc tai. Câu hỏi hay đó, câu hỏi hay á. Vợ chồng ta đang gây lộn. Nhấn tay đi hát gì. Tặng hoa đi nè, nhận giùm đi nha. Yêu tới sao nhau đúng rồi. Thôi, tôi tặng lá, tôi tặng trưa. Dạ, dạ. Thôi. Ê, chết cha trời. Đã lỡ rồi, cười từ đầu màn tới cuối. Lỡ qua rớt rồi thì ta lụm lên. Dạ. Tặng quá. Dạ, con. Dạ, con có món quà ở quê để tặng cho... Đây, chị Uyên cầm cho để em đỡ sách nặng nè. Quà kia quá trời. Dạ. Rồi. Lên đi. Đừng cúi nắm tay hết giận nè. Nắm tay hết giận, hết thời nghe nhé. Yeah. Xa cách thế buồn người tình nhớ. Mình yêu, yêu mãi muôn đời. Từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ. Mình biết đôi đường. Wow, dễ thương quá.
công nhận nha, kể như là quen với ban giám khảo rồi. Cái hôm cái đoạn sau này hát hay xuất sắc, hay hơn đoạn này, hay hơn nào ông nội. Thế giờ ổng bình tĩnh rồi đó, để cho ông quen rồi, ông quen với mình rồi đó. Giờ nói anh Khương thi lại đi. Lo anh xíu là anh sợ anh vô anh điểm cao, anh vô vòng hai anh hát người cái bên biết sao hát, anh cứ đá búng búng cái bên kia anh dám đứng gần. Thôi nói cho anh về dưới anh chuẩn bị nha. Thôi nha, chuẩn bị nha. Dễ thương đó. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Dường mùa 2 được phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.